Ta tiếp tục bài nhũ tương hỗn dịch thuốc. Bây giờ đến phần điều chế nhũ tương như hình minh họa. Đây ta sẽ có, à đây là dạng pha nước pha dầu tách lớp. Như vậy đây thì chưa phải là một nhũ tương. Vậy thì ta sẽ sử dụng phương pháp gì để giúp cho pha phân tán? Đây là pha dầu phân tán đồng nhất trong môi trường nước. Và ngoài ra thì cái sự phân tán này phải được duy trì ổn định. Đối với điều chế nhũ tương thì người ta chia làm hai phương pháp chính, đó là phương pháp keo khô và phương pháp keo ướp. Ngoài ra thì chúng ta còn một số phương pháp phụ thì lát nó sẽ đề cập thêm. Ở đây là có một cái bảng để so sánh hai phương pháp theo đặc điểm ứng dụng và điều kiện. Như vậy thì cái này các em có thể tự đọc được nha. Lát nữa chúng ta sẽ có một cái bảng để mô tả phương pháp keo khô, keo ướp và theo sơ đồ, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng nói hơn. Ở đây mình cứ nhớ là đối với phương pháp keo ướp thì mình hiểu là ướp tức là mình sẽ phối hợp pha ngoại trước, là chất nhũ hóa sẽ phối hợp pha ngoại trước. Còn đối với phương pháp keo khô thì mình sẽ phối hợp pha ngoại sau, và chất nhũ hóa sẽ phối hợp với pha nội trước. Rồi, sự khác biệt ở đây là keo ướp thì sẽ ưu tiên cho quy mô công nghiệp, tức là làm được với số lượng lớn, sử dụng máy móc phức tạp, có công suất lớn. Còn đối với phương pháp keo khô thì nó sẽ phù hợp cho phòng thí nghiệm với quy mô nhỏ trên cỏ chày. Đối với nhũ tương thì ngoại trừ ba yếu tố quan trọng đó là pha dầu, pha nước, chất nhũ hóa thì còn phải lưu ý đối với chất bảo quản sử dụng cho nhũ tương. Hiện nay thì theo quy định mới thì việc đánh giá hiệu lực chất bảo quản trong thành phẩm là bắt buộc phải kiểm tra và được chứng minh đối với các thuốc dùng đường uống, thí dụ như là siro này, nhũ tương hỗn dịch, đa liều đường uống thì phải đánh giá cái này. Như vậy thì để thành lập một công thức nhũ tương thì nó sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố chính, đó chính là pha dầu, pha nước và chất nhũ hóa. Cho nên thường người ta sẽ biểu diễn theo một giản đồ ba pha. Khi thực hiện vẽ trên giản đồ này, bắt đầu nghiên cứu một nhũ tương, ta có một cái giản đồ đánh dấu từ 0 này đến 100, rồi sau đó cứ tiếp tục ba cạnh. Rồi, và khi mà chúng ta đã có kết quả khảo sát thì ta sẽ đánh dấu ở trên giản đồ này những cái vị trí tạo được nhũ tương bền vững. Lấy ví dụ như một điểm trên giản đồ, lấy ví dụ một điểm thì như vậy ta theo cái quy ước người ta có quy ước ở đây thì là cách đọc rồi, như ví dụ ở tại điểm này ta sẽ có hàm lượng dầu paraffin là 30%, hàm lượng pha nước là 30% và hàm lượng chất nhũ hóa là 40%. Như vậy thì với 30, 30, 40 với cái tỷ lệ như vậy thì ta sẽ có một nhũ tương bền. Là đây là sơ đồ để điều chế phương pháp keo khô. Đã thì ở đây người ta vẽ ra như thế này nên mình dễ hình dung hơn. Ban đầu đối với phương pháp keo khô thì ta sử dụng pha ngoại với một lượng rất là ít. Nào, pha ngoại với một lượng rất ít cho nên mình gọi là khô ha. Chất nhũ hóa phối hợp với lại dược chất lỏng pha nội hay với một lượng nhỏ pha ngoại thì người ta gọi cái sản phẩm đồng nhất ở đây hay cái bán thành phẩm nếu mà được hỗn hòa đồng nhất ở đây là nhũ tương đậm đặc. Ta sẽ điều chế trong cối chày. Sau khi có được nhũ tương đậm đặc rồi thì ta sẽ thêm từng lượng nhỏ pha ngoại vào. Thì lúc này là mình sẽ pha loãng nhũ tương đậm đặc cũng trong cối chày luôn và thu được nhũ tương hoàn chỉnh. Còn đối với phương pháp keo ướp thì mình sẽ phối hợp chất nhũ hóa và pha ngoại trước. Thì đây người ta nói đây là quá trình hòa tan, thì chất nhũ hóa nó tan được trong pha ngoại. Rồi, trong giai đoạn này thì người ta sẽ sử dụng máy khuấy. Sau khi mà đã hòa tan được chất nhũ hóa và pha ngoại rồi thì ta sẽ cho dược chất lỏng tức là pha nội vào bên trong. Thì lúc này nếu mà ta sử dụng máy khuấy thì ta chỉ thu được nhũ tương thô thôi, tức là kích thước hạt nhũ nó còn rất lớn. Muốn thu được nhũ tương hoàn chỉnh thì ta phải sử dụng những cái máy công suất lớn hơn, ví dụ như máy xay keo hoặc là máy đồng nhất hóa. Ta thử nhìn hai công thức ví dụ. Đây là ví dụ của nhũ tương thuốc và đây là đường uống ha. Thì khi mà nhìn vào công thức của nhũ tương thì lưu ý là ta phải biết được đó là pha dầu, pha nước và chất nhũ hóa. Ở đây có một số cái lưu ý, ví dụ như pha dầu ngoại trừ dầu ra thì nó còn kèm theo là những chất tan trong dầu cũng tính là pha dầu. Tương tự như vậy đối với pha nước ngoại trừ nước, các chất tan trong nước cũng tính là pha nước luôn. Rồi, công thức ở đây thì đã rất là rõ ràng rồi. Pha dầu ở đây là hoạt chất, giờ ta có dầu thôi, chỉ có dầu thôi. Chất nhũ hóa đây là gelatin A, đây là một keo, một chất hệ keo, ta có học qua là cao phân tử thân nước. Như vậy với cái chất nhũ hóa này thì ta sẽ thu được nhũ tương dầu trong nước. Và dầu ở đây là pha nội, pha nước là pha ngoại.
những chất phía dưới này tan ở trong nước, cho nên ta sẽ xét tất cả luôn axit tartric này, chất tạo mùi ethanol, tất cả đều là pha nước hết. Gelatin A bền vững, ổn định trong môi trường axit, nên người ta sử dụng axit tartric. Chất tạo mùi ở đây người ta không giới thiệu cho mình là chất gì, nhưng mà hầu như các chất tạo mùi thì kém tan trong nước. Ở đây chúng ta là sử dụng ethanol để hòa tan chất tạo mùi. Và cuối cùng là nước tinh khiết, đây là môi trường. Rồi, như vậy thì ta đã có dầu, nước, chất nhũ hóa, và ngoài ra thì ta kết luận luôn, giờ chất nhũ hóa thì ta kết luận kiểu nhũ tương là kiểu dầu trong nước. Bây giờ đến lựa chọn phương pháp điều chế, thì cái này trong giáo trình sách giáo khoa thì người ta lấy ví dụ đây là công thức cho keo ướt. Thực ra keo khô cũng được. Cái khác nhau giữa keo khô với keo ướt ở đây là quy mô điều chế, hay một cái thì chúng ta làm ở bên phòng thí nghiệm có chày phương pháp keo khô, còn đối với phương pháp keo ướt thì ta sẽ làm quy mô lớn của công nghiệp. Như vậy ví dụ nếu như ta làm ở phương pháp keo ướt, thì keo ướt ở đây là chất nhũ hóa sẽ hòa tan trong pha ngoại trước, và đây là chất nhũ hóa sẽ trôi nổi trong pha nước trước. Như vậy thì ta sẽ ngâm gelatin A cùng với axit tartric trong một cái lượng nước vừa đủ để gelatin A trôi nổi. Chất tạo mùi thì ta sẽ hòa tan trong ethanol, sau đó ta cũng sẽ phối hợp vào pha ngoại luôn. Ta muốn nhũ hóa pha dầu, thì giai đoạn sau ta sẽ phân tán pha dầu vào trong pha ngoại. Đó, như vậy ta sẽ có được nhũ tương. Còn nếu như mà chúng ta làm phương pháp keo khô thì như vậy thì ta sẽ phối hợp dầu, gelatin A, axit tartric với lại một lượng nước vừa đủ để tạo nhũ tương đậm đặc. Còn lại thì chất tạo mùi hòa tan trong ethanol, ta phối hợp vào trong pha ngoại. Sau đó ta sẽ cho từ từ pha ngoại vào nhũ tương đậm đặc. Này, tương tự với công thức ở phía dưới ha, ta nhìn lại công thức ở phía dưới cũng tương tự công thức trên. Dầu khoáng ở đây, dầu khoáng ở đây là hoạt chất, rồi cũng là pha nổi luôn. Tại cơm Arabic thì cũng giống với gelatin, đây là cao phân tử trong nước, tạo nhũ tương dầu trong nước. Rồi ở đây ta có siro là chất tăng độ nhớt môi trường, đồng thời là chất tạo vị ngọt. Vanillin là tạo mùi, và nó kém tan trong nước, hay là ta hòa tan trong ethanol. Nước tinh khiết là môi trường, giờ cũng xét là pha nước luôn, thì pha nước ở đây sẽ gồm có siro, vanillin, ethanol, nước tinh khiết. Chúng ta kể luôn chất nhũ hóa vào trong pha ngoại cũng được, còn không thì ta tách riêng ra nói cũng được. Này, như vậy nếu mà xét đến phương pháp keo khô, thì phải tạo nhũ tương đậm đặc trước, thì nhũ tương đậm đặc sẽ bao gồm dầu khoáng, chất nhũ hóa là gươm Arabic và một lượng nước vừa đủ. Một lượng nước vừa đủ rồi ta sẽ nghiền đồng nhất cái hỗn hợp này để tạo nhũ tương đậm đặc. Còn lại thì siro này sẽ phối hợp vào nước vanillin này sẽ hòa tan trong ethanol, sau đó phối hợp từ từ vào nước, ta sẽ có một cái hỗn hợp pha ngoại, sau đó ta sẽ pha vào nhũ tương đậm đặc. Đấy, cứ tương tự như vậy ha. Như vậy đây thì chúng ta cố gắng là chúng ta phân biệt đó keo khô với keo ướt là khác nhau ở chỗ nào. Nên ta muốn sử dụng đó công thức nhũ tương, ta sử dụng phương pháp nào cũng được, nhưng mà phải xem lại cái quy mô chúng ta đang tiến hành, điều kiện sản xuất của chúng ta, điều kiện pha chế của chúng ta có những gì để chúng ta quyết định phương pháp. Ngoài những phương pháp trên thì ta sẽ có những cái phương pháp hiện tại ít dùng mà cũng không có thấy sử dụng nhiều trong ngành thuốc, nhưng mà vẫn phân tích qua. Đầu tiên là phương pháp xà phòng hóa trực tiếp. Thì ở đây ta có dầu lạc thô, nước vôi nhì. Nó nhìn vô dầu là pha dầu, nước là pha nước. Nhìn vô ta sẽ không thấy được chất nhũ hóa. Nhưng mà ở đây, trong dầu lạc thì nó sẽ có một chất gọi là axit oleic, là một axit béo có nhiều trong dầu lạc. Còn nước vôi nhì thì ở đây cấu tạo chủ yếu sẽ là canxi hydroxit, tức là COH2 lần. Nếu mà không hình dung thì viết rào cái ha. Rồi, ở đây ta sẽ có axit là axit oleat. Xin lỗi, axit oleic. Rồi, nước vôi nhì sẽ là canxi hydroxit. Vậy ta có axit béo tác dụng với môi trường kiềm thì đây sẽ là phản ứng xà phòng hóa. Và ở đây
Canxi là canxi này là ion hóa trị 2, cho nên ta sẽ thu được là canxi oleat. Là ion hóa trị 2 đây thì cái xà phòng này nó sẽ tạo nhũ tương nước trong dầu. Đặc điểm của các xà phòng hóa trực tiếp là chất nhũ hóa được tạo thành trong quá trình điều chế. Rồi, còn đối với phương pháp dùng dung môi chung thì đây viết công thức như thế này là viết công thức theo ngày xưa thôi, tức là người ta che giấu phương pháp điều chế, nhưng mà hiện tại thì mình không có được viết trình bày như vậy nữa. Ví dụ như dùng dung môi chung là ta sẽ chọn một dung môi vừa hòa tan được pha dầu, ở đây là creosote, nào giờ vừa tan được trong pha nước, tan được trong pha nước thì người ta chọn ethanol là làm một cái dung môi chung. Vậy thì ta sẽ sử dụng một lượng vừa đủ ethanol để hòa tan creosote, rồi sau đó phối hợp với lecithin phân tán nó vào trong pha nước. Như vậy ethanol cũng là một thành phần nằm trong công thức, tại vì ta không loại bỏ cái ethanol này ra được, cho nên công thức pha chế viết đúng mà thì trong công thức này phải có ethanol nữa thì mới đầy đủ. Bây giờ ta qua phương pháp điều chế hỗn dịch. Đối với hỗn dịch ta sẽ có hai phương pháp chính, đó là phương pháp phân tán cơ học và phương pháp ngưng kết. Sự khác biệt giữa hai phương pháp này chính là đối với phương pháp phân tán cơ học thì hoạt chất là đã có sẵn trước khi ta sử dụng để pha chế hỗn dịch, thì ta sẽ có giai đoạn nghiền mịn hoạt chất để hoạt chất có kích thước như mong muốn, sau đó ta sẽ qua giai đoạn phân tán vào môi trường. Còn đối với phương pháp ngưng kết thì ở đây hoạt chất rắn không có sẵn, mà hoạt chất rắn sẽ được tạo ra trong quá trình pha chế. Về ngành dược thì phương pháp phân tán cơ học sẽ phổ biến hơn. Hỗn dịch dùng đường tiêm hoặc nhỏ mắt thì phải pha chế trong điều kiện vô khuẩn, cái này hiển nhiên rồi. Có thể sử dụng chất sát khuẩn thích hợp. Ta có một cái sơ đồ mô tả phương pháp phân tán cơ học. Đầu tiên là giai đoạn nghiền khô, đây là giai đoạn điển hình, đây là giai đoạn đầu tiên để giúp cho hoạt chất của chúng ta có kích thước như mong muốn. Tiếp nữa ta qua giai đoạn nghiền ướt, đây là giai đoạn xử lý bề mặt hoạt chất và là một giai đoạn khá là quan trọng. Ta sẽ chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp hoạt chất thân nước, tức là bề mặt hoạt chất thì nó đã thân với lại cái môi trường cần phân tán là môi trường nước rồi. Thì như vậy ta chỉ cần nghiền ướt với một lượng vừa đủ chất dẫn, vừa đủ chất dẫn, nghiền trộn đồng nhất thành khối bột nhão là ta có thể phân tán vào môi trường. Trong trường hợp này là bề mặt hoạt chất dễ dàng phân tán và chất dẫn. Trường hợp 2 đó là hoạt chất xơ nước. Hoạt chất xơ nước thì bề mặt của nó sẽ còn một lớp áo không khí như đã nói từ cái slide trước. Và như vậy thì rất là khó để phân bố đồng nhất vào môi trường, cho nên ta phải xử lý bề mặt hoạt chất rất là cẩn thận. Thì đây xem xét trường hợp để lựa chọn chất gây thấm phù hợp, ta sẽ có pha chế dung dịch gây thấm với một lượng vừa đủ chất dẫn trước, sau đó ta sẽ nghiền ướt hoạt chất với lại cái hỗn hợp dung dịch gây thấm này tạo thành một cái khối bột nhão đồng nhất. Như vậy thì thời gian nghiền trộn phải đủ sao cho bề mặt hoạt chất thấm đều vào trong cái dung dịch gây thấm, thì như vậy thì bề mặt hoạt chất sẽ thân nước hơn và từ đó dễ dàng phân tán vào trong môi trường hơn. Nếu mà trong giai đoạn nghiền ướt này ta làm chưa đạt, bề mặt hoạt chất vẫn còn chưa thấm nước tốt, thì dĩ nhiên là trong cái giai đoạn phân tán xong thì hoạt chất nó rất là nhanh bị tách lớp. Hiện tượng cho thấy cái giai đoạn nghiền ướt bị thất bại rõ ràng nhất chính là có hiện tượng hoạt chất bị nổi lên trên bề mặt chất chất lỏng. Có một số công thức ví dụ. Thứ nhất là bismuth nitrat kiềm hay siro đơn nước tiểu hồi, đây là ví dụ trong cái hỗn dịch trị đau dạ dày. Thì đây lưu ý là hoạt chất thì ta sẽ có hai hoạt chất lần, thứ nhất là bismuth nitrat kiềm và thứ hai là tiểu hồi trong nước tiểu hồi, đây là hai hoạt chất. Rồi, ngoài ra thì ta có siro đơn để tăng độ nhớt, tức là vừa là chất gây treo, ngoài ra siro có vị ngọt nên nó là chất tạo vị luôn, chất tạo vị ngọt luôn. Nào, hoạt chất ở đây có hai nhưng mà nước tiểu hồi hay tiểu hồi là tan trong nước rồi, cho nên hoạt chất rắn không tan ở đây ta là bismuth nitrat kiềm, đây là chất rắn thân nước, có bề mặt thân nước, ta nhìn trong công thức ở đây là không có chất gây treo, đây chất rắn bề mặt thân nước. Rồi, phía dưới này thì cũng là một ví dụ, cũng là ví dụ hỗn dịch đường uống. Và ở đây thì ta cũng có hai hoạt chất, một hoạt chất là chất rắn không tan hay là tạp binhydrat, và một chất rắn tan được là codein. Thì đây codein người ta đã pha sẵn ở dạng siro rồi. Tạp binhydrat thì đây là chất điển hình cho chất rắn xơ nước. Người ta có gom arabic thì sẽ có hai vai trò. Thứ nhất thì nó sẽ là chất gây treo để tăng độ nhớt môi trường, và thứ hai nữa là nó cũng sẽ là chất gây thấm
để tăng thấm cho cái benzoate này. Natri benzoate là chất bảo quản, và sirocodin thì ở đây codin là hoạt chất, và siro mà siro là vừa tăng độ nhớt môi trường ha, và cái thứ hai nữa là tạo vị ngọt. Nước cất là môi trường phân tán ha, nước cất môi trường phân tán. Rồi. Đối với dùng đường uống ha, nãy chưa nói ha, đối với dùng đường uống thì ta có quan trọng ha, đường uống thì đối với nhũ tương không phải là môi trường nước, tức là ta chỉ tạo được nhũ tương dầu trong nước thôi. À, uống thì mình không thể nào dùng pha ngoại và dầu được. Rồi giống như cái này ha, giống như những cái công thức ở đây nếu mà là hỗn dịch dùng đường uống thì như vậy môi trường phân tán của ta bắt buộc phải là nước hơn môi trường nước. Kẽm sunfat dược dụng à, đây là một chất rắn tan trong nước. Kali sunfu cũng là một chất rắn tan trong nước, nước cất. Như vậy nếu mà ta nhìn riêng lẻ như vậy thì ta thấy là tất cả đều hòa tan à, tuy nhiên kẽm sunfat với kali sunfu khi gặp nhau thì ta sẽ có hiện tượng trao đổi ion, thì như vậy sẽ hình thành nên kali sunfat tan được trong nước và kẽm sunfu không tan. À, vậy khi nãy ta học qua phương pháp ngưng kết à, đây hoạt chất kẽm sunfu được tạo thành trong quá trình pha chế. Đây là cái ví dụ điển hình cho phương pháp ngưng kết. Ngoài ra ta còn một số công thức khác, vì cũng là công thức trị đau dạ dày. Ta có nhôm hydroxit và magie hydroxit. Thì đây là hai chất rắn thân nước, nó có bề mặt thân nước. Cho nên natri CMC ở đây sử dụng là chất dây treo. Methylparaben, propylparaben là một cặp chất bảo quản. Canxi-saccharin là chất tạo vị ngọt. Tinh dầu bạc hà là chất tạo mùi. Và nước cất vừa đủ. Rồi tương tự như vậy, ta sẽ có ibuprofen là hoạt chất. Cái này có công dụng gì thì mình tự tìm hiểu nhé. Rồi, Cremofor RH40 đây là một chất giúp tăng thấm cho ibuprofen. Ibuprofen là xơ nước. Rồi, Lutron S68 để tăng độ nhớt. Người ta có chất bảo quản. À, vừa đủ à, và nước môi trường phân tán. Chúng ta qua đến à, lưu đồ điều chế và quy mô sản xuất. Thì đây là một ví dụ thôi. À, người ta lấy ví dụ với công thức à, của cái à, hỗn dịch trị đau dạ dày cho chúng ta. À, thì đối với à, quy mô sản xuất thì người ta chia ra, à, ta sẽ chia ra công thức ra làm hai phần. Một phần đó là điều chế môi trường phân tán. À, và một phần nữa là chúng ta sẽ xử lý hoạt chất và xử lý pha phân tán. Với môi trường phân tán thì ở đây cái chủ yếu là môi trường nước và các chất gây treo cận trương nở trong môi trường, cho nên người ta gọi đây là pha chế dung dịch gây treo cho hỗn dịch. Đó. Như vậy thì ở đây thì chủ yếu là phải khuấy và chờ cho các polymer này trương nở hoàn toàn. Đó. Thứ hai đó là người ta sẽ xử lý cái pha phân tán. Thì pha phân tán này có các hoạt chất rắn và các chất mà dùng để pha chế để tăng thấm này nếu cần à, trong cái quá trình nghiền ướt à, ở đây người ta sẽ không có ghi rõ. Rồi như vậy là hỗn hợp hoạt chất à, sau khi đã được xử lý xong ổn định ha thì ta sẽ phối hợp với lại môi trường là phân tán trong môi trường để tạo hỗn dịch thô, giảm kích thước của hỗn dịch thô bằng cách là sử dụng máy động nhiệt hóa. Rồi sau đó ta sẽ có giai đoạn trộn hoàn tất và vô gói. Đây là một số sự cố khi pha chế thuốc hỗn dịch. Thì đây ta có hai slide, thì ta lưu ý là cô sẽ hướng dẫn cách đọc thôi, thì các em sẽ tự đọc. Sự cố đầu tiên thì có là cái sự cố mà cái này là cái sự cố cuối cùng mà ta nhìn thấy, cái hiện tượng cuối cùng á, nó là hiện tượng đóng bánh. Thì đây người ta có cái nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đóng bánh là ta thấy là có sự hình thành tinh thể này, hoặc là hệ không kết băng. Thì ta đến cái hàng phía dưới ha, ta thấy là sự cố hình thành tinh thể đây. Now, qua slide tiếp theo ta có sự cố kết băng. Đó. Như vậy thì ta sẽ có ha, đóng bánh là cái hiện tượng cuối cùng quan sát rồi, nhưng mà trước khi đóng bánh là những cái hiện tượng trung gian đó. Đó thì người ta sẽ giới thiệu cho mình luôn. Và như vậy thì những cái dòng ở phía dưới nó là làm rõ cho cái dòng chân cùng. Rồi. Tiếp nữa là ta có là hiện tượng khó phân tán lại hoặc là hiện tượng dục chất rắn nổi lên bề mặt. Nó các em đọc qua thì mình sẽ thấy là mình tự tóm gọn lại đến cuối cùng thì nó chỉ có vài nguyên nhân thôi. Ở đây không bắt buộc học thuộc, các em chỉ cần hiểu thôi. Nào, nào, vài nguyên nhân để gây ra không đẹp thôi. Nào, thì mình nhớ hiện tượng. Nào, hiện tượng là dục chất rắn nổi lên bề mặt này. Là khó phân tán lại này. Hệ không kết bông này, hệ dẫn đóng bánh.
Đó, mình có thể liệt kê được các sự cố mình gặp. Rồi, tiếp nữa thì ví dụ nguyên nhân đi. À, nguyên nhân đi thì nó chỉ nằm trong một số cái. Thứ nhất nào, là xử lý về mặt hoạt chất. Nào, về mặt hoạt chất sơ nước thì ở đây ta đã xử lý tốt chưa? Ta chọn chất gây thấm nó phù hợp chưa? Nồng độ chất gây thấm là đúng chưa? Nào, rồi chất gây treo mà ta sử dụng ha, nó đã phù hợp chưa? Nào, rồi tiếp nữa thì ta sẽ có một số cái ví dụ như là chất điện giải này, nó có ảnh hưởng, chất điện giải ta sử dụng thì có ảnh hưởng gì đến việc tạo hạt micelle cho hệ hay không? Đó là một số cái chính ha. Phương pháp điều chế bột là cớm và hỗn dịch, thế nên ta có cái lưu ý à, mặc dù ta làm là những cái bột cớm đúng không, nhưng mà cuối cùng thì người ta sẽ pha ra hỗn dịch để uống, cho nên là các tá dược màu mùi vị vẫn là rất cần thiết với dạng thuốc này. À, ngoài ra thì do bệnh nhân hay sẽ pha ra hai dạng hỗn dịch để uống, cho nên lưu ý là nếu mà là hỗn dịch đa liều nó cũng cần có cái độ nhớt nhất định để tránh lắng cặn ha. Các tá dược sử dụng ở đây người ta sẽ có lưu ý hai trường hai cả hai luôn hai, cả hai dạng. Dạng thứ nhất nữa là dạng thứ nhất là tính chất nó phải phù hợp với tính chất của bột thuốc cơm, tại vì đây ta pha chế ra, người ta pha chế ra để lưu hành trên thị trường là dạng thuốc bột thuốc cơm, cho nên nó phải đạt là khô tơi đồng nhất, nó độ chảy tốt. Thì sau này ta qua bài thuốc bột hoặc thuốc cơm thì ta sẽ học về cái này. Rồi, cái thứ hai nữa là phải dễ dàng phân tán hỗn dịch khi lắc. Thì cái này cái quá trình lắc mà không phải là quá trình sản xuất mà là quá trình người bệnh lắc bằng tay, cho nên người ta sẽ không có lực phân tán mạnh đâu. Rồi, các tá dược độn và điều vị mùi thì phải mốt học qua dùng thuốc bột, là tá dược dính thì thuốc cơm và thuốc viên, cho nên ở đây chúng ta sẽ không có đề cập tới. Chúng ta sẽ có hai cái ví dụ về cái bột pha hỗn dịch, bột pha hỗn dịch hai cái kháng sinh. Thì hiện tại thì cái dạng bào chế này nó cũng đã rất ít gặp rồi. Nào, đây là dạng thuốc bột đa liều, thuốc bột đa liều đó. Erythromycin này, stearate đây là một cái kháng sinh, là một cái kháng sinh có bề mặt sơ nước, cho nên ta sẽ sử dụng tuyên 80 là chất gây thấm cho bề mặt của erythromycin. Rồi, ngoài ra ta có bột đường trắng, đường vị tạo vị ngọt, natri arginate để làm chất gây treo tăng độ nhớt, natri benzoate là chất bảo quản. Đây là dạng đa liều, cho nên người ta sẽ có cái lưu ý đó là trước khi dùng mình phải lắc với nước vừa đủ 100 ml. Ta thấy là trong công thức ta nhìn không có môi trường, không có môi trường nước, nên thì ta có thể kết luận là dạng thuốc bột hoặc là dạng thuốc cơm nha. Rồi, nhưng mà ta nhìn không có cái dịch dính đó, thì sau này các em học thêm cái bài thuốc cơm hay thuốc viên thì mình sẽ biết có một số tá dược dính là gì. Thì đây không có tá dược dính nên cho nên nó sẽ là thuốc bột. Đấy, mình nhìn này bột đường trắng thuốc bột. Rồi, đa liều thì người ta sẽ cho mình cái hướng dẫn chia liều là 5 ml thì chứa 250 mg erythromycin ha. Tương tự như vậy ta có ampicillin hay các thành phần là tương tự mình cũng sẽ không nhắc lại. Ở đây chỉ khác ha, khác với lại cái erythromycin và ta sẽ có thêm cái hệ đệm citric citrate. Mà tại vì ampi nó sẽ bền trong cái khoảng pH nhất định, cho nên người ta sẽ sử dụng hệ đệm để ổn định pH. Để một số ví dụ cho các máy móc cần thiết để sử dụng cho pha chế nhũ tương và hỗn dịch. Này là một số là cánh khuấy nhỏ, cái cánh khuấy nhỏ thì mình sẽ sử dụng trong quy mô phòng thí nghiệm thôi. Này là cái bồn khuấy lớn. Nó có rất là nhiều loại cánh khuấy khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng. Là một cái bồn ha, một cái bồn theo tiêu chuẩn công nghiệp. Rồi, để ví dụ máy xay keo, máy xay keo. Đối với máy xay keo thì người ta có đặc điểm, ở đây có đặc điểm là có thể xay được nhiều lần. Ví dụ như xay xong lần thứ nhất, người ta thấy chưa đạt, có thể hồi là một lần nữa, người ta xay lần thứ hai. Cho nên là máy xay keo có thể giảm nhỏ được kích thước, ở đây là xay được cả chất lỏng lẫn chất rắn. Rồi, ngoài ra thì ta có máy đồng nhất hóa cũng tương tự ha, hoạt động cũng tương tự, nhưng mà ở đây là có kết hợp thêm cái bộ phận điều chỉnh áp suất đó, cho nên là ta sẽ tăng được cái số vòng xoay ha, tăng được cái số vòng xoay lên. Thì như vậy thì cái kích thước hạt kích thước hạt sau khi qua máy thì nó sẽ giảm nhỏ hơn. Đối với máy đồng nhất hóa này là có thể tạo được hỗn dịch hoặc nhũ tương của kích thước nano luôn. Dĩ nhiên là ban đầu khi mới xay xong khi mới đồng nhất hóa xong thì nó có kích thước nano, nhưng mà có duy trì được kích thước đó không hay phải tùy thuộc vào cái lượng chất nhũ hóa mà chúng ta sử dụng nhé. Về yêu cầu chất lượng thì cái này khi em tự đọc đây là những cái yêu cầu mà
lấy ra từ cái quy định của Bộ Y tế à. À, yêu cầu chất lượng đó với nhũng tương tính chất à. À, tính chất thì quan sát bằng mắt thường thì nhũng tương phải mịn này, đậm nhất giống như kem ha, nhũng tương lỏng thì phải đục trắng giống như sữa à. Với nhũng tương thì coi như đã bị hỏng khi mà hai tướng lỏng tách riêng nhau và bằng cách khuấy lắc thì cũng không thể khôi phục lại trạng thái phân tán đồng nhất nữa. Mình hãy ghi nhớ cái này, nên ghi nhớ cái này để lựa chọn ha, trường hợp nào thì nhũ tương còn bền vững và còn ổn định, trường hợp nào nhũ tương đã hỏng nha. Một số cái yêu cầu về pH định tính định lượng xay số thì được ra đây là theo chuyên lượng riêng, thì tùy từng thuốc thì nó sẽ có những cái quy định khác nhau, cho nên người ta không có đề cập cụ thể cho các em được. Đối với thuốc tiêm mức nhỏ mắt thì phải theo đáp ứng theo yêu cầu của thử vi khuẩn. Một số chỉ tiêu khác trong đánh giá nhũ tương à, thì ta sẽ có ha, các chỉ tiêu ví dụ như cảm quan này, kiểu nhũ tương, độ bền pha, độ nhớt, pH, độ dẫn điện, sự đồng nhất với cái thuốc dọt, khả năng giải phóng hòa mạn. Thì cái này không phải là những cái chỉ tiêu mà ta thường thấy trong dược điển, nhưng mà nó là những cái chỉ tiêu rất là quan trọng trong cái giai đoạn nghiên cứu phát triển công thức. Nó sẽ giúp cho ta đánh giá xem là với các tỷ lệ các thành phần khác nhau hay là công thức nào, cái tỷ lệ nào nó sẽ cho ra cái nhũ tương mà đạt đúng như cái yêu cầu mà mình muốn hay cái mục tiêu mình đặt ra trong cái quá trình điều chế. Yêu cầu chất lượng đối với hỗn dịch thì ta có yêu cầu chung, đó là có thể tách lớp được hay nhưng mà phải phân tán được trở lại đồng nhất, mà cách lắc nhẹ từ 1 đến 2 phút và giữ nguyên trạng thái đó trong vài phút. Thì đây lưu ý là lực lắc này ha, là lực lắc của bệnh nhân, cho nên người ta chỉ để đây là lắc nhẹ thôi chứ không phải là lực lắc của máy khuấy. Hay giờ cái thời gian mà người bệnh sử dụng thuốc đó người ta lắc lên cũng không có dài, cho nên mình phải khảo sát mà phải phân tán lại được nhanh chóng từ 1 đến 2 phút, giữ nguyên trạng thái pha trong vài phút để chia liều. Các yêu cầu khác này thì nó sẽ là theo chuyên lượng riêng, cho nên đây là người ta chỉ liệt kê cái yêu cầu gì thôi chứ người ta sẽ không có ghi cụ thể ra cho các em. Đối với hỗn dịch dùng tiêm hoặc là nhỏ mắt thì ta sẽ có thêm yêu cầu thử vô khuẩn, yêu cầu về cái thuốc tiểu phân. Thì đối với yêu cầu về cái thuốc tiểu phân thì ngày xưa mình cũng đã có học qua rồi, ở đây chỉ nhắc lại cái hỗn dịch thuốc nhỏ mắt nó thì ta có yêu cầu tiểu phân ở đây. Thì các em đọc qua cái này thì mình sẽ có cái số các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng. Đối với bột là cứng và hỗn dịch thì phải đáp ứng yêu cầu chung của dạng thuốc bột, thuốc cớm, hay ngoài ra thì còn phải đáp ứng yêu cầu của thuốc hỗn dịch. Thì người ta có cái lưu ý như thế này là tính chất của thuốc bột, thuốc cớm khô tơi đồng nhất này, yêu cầu về độ ẩm này, trung chảy tốt hay là phân liều đóng gói, nhưng ngoài ra đây là dễ dàng phân tán lại được thành hỗn dịch khi lắc chai à. À. Thì đây là người bệnh người ta phân tán à, cho nên yêu cầu phải dễ dàng, không cần được phân tán mạnh. Rồi, cụ thể về cái thuốc hạt thì ở đây thì sau này qua bài thuốc bột cơm các em có thể học à, trên thôi thì cô sẽ không có đi sâu cái này, không có hỏi à, sau này bài thuốc bột hỏi sau. Rồi, vậy thì mình lưu ý yêu cầu phía dưới là dễ dàng phân tán thành hỗn dịch khi lắc à, thì 20 phần nước này với 1 phần cơm này nhà khuấy trong 5 phút là phải tạo thành hỗn dịch. Đối với đóng gói hỗn dịch thì ta có hai dạng, đó là đơn liều hoặc đa liều. Mà đối với đơn liều thì phải chứng tỏ rằng là phải lấy được à, lượng thuốc theo quy định từ đồ đựng ra. Như vậy đây thì đa số các em thấy là các thuốc đơn liều thì ta sẽ có là dạng dạng gói, tại vì mình vuốt một gói à, mình vuốt một cái thì nó sẽ ra hết đó, thì sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình đựng trong chai, trong hũ thì không chắc là sẽ vét ra được. Đối với hỗn dịch mà chứa trong đồ đựng đa liều à, thì phải có dụng cụ để lấy thể tích ra đúng quy định à, thì ở đây người ta có cái cốc đông à, giống như là những cái cốc mà uống siro thôi. Trong bảo quản thì đây là yêu cầu chung đối với nhũ tương và hỗn dịch, thì yêu cầu là bảo quản nơi khô mát và nhiệt độ ổn định, có thay đổi à, và đóng thuốc vào chai ha, thì phải là dung tích lớn hơn cái thể tích thuốc một chút à, để còn với khoảng không gian này, tại vì đối với nhũ tương và hỗn dịch thì mình phải lắc trước khi sử dụng, nên mình phải chừa là một khoảng không gian người ta lắc chai nhà để đọc cái nhãn thuốc đối với nhũ tương nhà nó ta có và phải lắc ha trước khi dùng, và nhãn thuốc đối với hỗn dịch phải lắc trước khi dùng. Ở đây là các tài liệu ha, tham khảo được sử dụng để soạn lên cái slide này. Cảm ơn các em ha, mình học tập cho tốt.